Xin chào các bạn. Trong video này thì Quốc xin nói về những cái vấn đề cần biết để tránh spam app và ban tài khoản developer. Trước hết là trong cái video này Quốc sẽ nói về vấn đề về spam app. Đây là những vấn đề không may trong cái quá trình mình làm publisher, up app lên trên App Store và quá trình là làm kiếm tiền Google AdMob. Thì đây là cái kiến thức mình đúc rút lại những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mình làm Google AdMob. Thì đây là những cái vấn đề mà thường gặp đối với những ai trong cái quá trình mới bắt đầu làm publisher và kiếm tiền trên Google AdMob. Trước hết đó là cái vấn đề về tên app và game dẫn đến cái bản quyền trademark hoặc trùng tên với những cái tên app nổi tiếng, những cái tên app đã đăng ký bản quyền trước đó. Và điều này các bạn có thể là check được cái trademark đó, những cái tên app họ đã đăng ký hay chưa, thì các bạn vào trong cái phần cái link đó là tmsearch.usptto.gov. thì trong cái link này thì chúng ta có thể search những cái keyword, gọi là những cái tên app hoặc những keyword để mà kiểm tra bản quyền. Hay trong phần này ví dụ như mình search một cái từ nào đó, mình qua cái link này ha. Ok, khi các bạn mở lên đấy, khi các bạn mở lên thì nó hiện như thế này. Trong phần này thì các bạn có thể là kiểm tra được cái bản quyền trademark bằng cách chúng ta sẽ điền vào cái keyword chính xác các bạn muốn muốn tìm và muốn tìm hiểu đó là trademark hay không. Các bạn enter và nó hiện thị ra một cái list, cái danh sách ha. Ví dụ như là chữ Havas thì đối với từ này nó đã đăng ký bản quyền và có số series, số number đấy. Ok, đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng của chương trình antivirus. Ok, ví dụ như mình search thêm một từ master không có. Ok, thì đây là một cái trang chúng ta sẽ kiểm tra được cái trademark của cái tên app để trước khi chúng ta làm chiến lược để mà public lên. Ok, và cái nếu như mà cái tên đấy đã có trademark, có đăng ký trademark, thì chúng ta cũng hạn chế và chúng ta không nên đặt tên đó vào trong cái package của cái app ha. Cái package cũng không là ngoài trừ về cái việc là bị dính trademark. Rồi, về vấn đề thứ hai đó là tên app game trùng với tên app trên Play Store. Những cái app, những cái game mà nổi tiếng, ví dụ như Pokemon hoặc là những cái game nổi tiếng, thì nếu các bạn đặt tên trùng y chang thì sẽ bị suspend chắc chắn luôn. Thứ ba đó là cái icon app, nó giống với icon app game nó đang có trên Play Store. Và đặc biệt nhất đó là cái icon của app game nào mà nổi tiếng trên Play Store thì sẽ suspend liền. Đây là cái vấn đề mà lần đầu tiên mình làm publisher thì cũng bị mắc phải, cũng bị suspend một cái app, cũng rất là tiếc do cái icon. Thứ tư đó là khi up app lên trên Google Approve nhưng sau đó là các bạn muốn update lại và các bạn đổi tên app, thì như vậy cũng làm cho cái theme
Google Developer nó nghi ngờ và có thể là stop ban liền cái app của các bạn ha. Thì về cái vấn đề là chiến lược phát triển một cái app thì các bạn cần phải nghĩ ra một cái tên app đầu tiên, và chúng ta không được đổi nhiều cái tên app ha. Chỉ chúng ta có thể là đổi về cái description của app thôi. Ok, để cái phần thứ năm đó là nội dung description, nhiều từ keyword mà không liên quan đến cái app của mình. Đó là cái quy vào cái tội spam keyword, nó dễ bị spam app. Thứ sáu là chúng ta cần phải tuân thủ cái chính sách về cái vị trí đặt quảng cáo trong cái app của mình. Về đặt cái vị trí đặt quảng cáo trong cái app của mình, nó hiển thị lên để người ta kích vào. Nếu những cái user, những cái khách hàng mà muốn nhu cầu muốn xem cái quảng cáo đó sẽ kích vào, nhưng mà chúng ta đặt sai vị trí và làm cho user, những cái khách hàng nhầm lẫn, đó là cái giao diện app của mình ở trong cái app của mình, thì làm cho khách hàng nhầm lẫn sẽ bị Google spam. Thì vấn đề về vị trí quảng cáo thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm ở trên cái chính sách của Google ha. Trong phần support của Google.com Edmode thì nó ghi rõ những cái chính sách triển khai, xem chính sách về vị trí đặt quảng cáo như thế nào, thì các bạn tìm hiểu ở phần này. Ok, rồi đến cái vấn đề về bị ban tài khoản developer. Vấn đề bị ban tài khoản developer thì thứ nhất đó là nếu bị ban app quá 3 lần thì sẽ bị ban cái tài khoản Play Google Developer luôn. Cho nên các bạn cần phải cẩn thận trong việc là public app lên, nó chẳng vi phạm những cái policy. Thứ hai là không dùng một thẻ Visa và mua nhiều tài khoản Google Developer. Đấy là các bạn cần phải chú ý về phần này. Phần thứ ba, không nên tạo nhiều tài khoản Google Developer trên một cái IP và một cái máy tính. Nên tạo và quản lý cái tài khoản developer với IP và máy tính riêng biệt của một tài khoản. Các bạn nhớ nha. Thứ tư, nếu bạn đang chơi nhiều tài khoản thì nên dùng VPS để nuôi từng tài khoản đó. Và thứ năm, một tài khoản developer với một tài khoản Google AdMode, không nên dùng nhiều tài khoản dev vào một tài khoản Google AdMode. Làm như vậy thì nó sẽ bị Google nữa nghi ngờ vào tội spam. Ok, hy vọng các bạn sẽ có một cái chiến lược, có một cái sự phát triển bền vững và ổn định hơn với những cái cách quản lý tài khoản, quản lý app, vân vân. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn theo dõi cái video này.